Xin chào các bạn đang theo dõi Vì Sao Thế. Chúng mình đã quay trở lại và tiếp tục chia sẻ với các bạn những thông tin thú vị. Hãy đồng hành cùng chúng mình để khám phá thêm nhiều điều có thể bạn chưa biết nhé. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường biết rằng giấc ngủ là rất quan trọng đối với con người. Nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi rằng tại sao nó lại quan trọng và tại sao chúng ta phải ngủ hay chưa? Chắc chắn là có rất nhiều người chưa từng đặt ra câu hỏi này. Cả mình cũng thế, nhưng mà mình đã nhận được câu hỏi này từ một bạn nhỏ 5 tuổi. Khi mình bảo bạn ấy đi ngủ sớm đi để tốt cho sức khỏe, thì bạn ấy đã hỏi là tại sao cháu phải đi ngủ, cháu vẫn đang tỉnh táo và cháu muốn đi chơi. Ngay lúc đó thì mình chỉ có thể nói lại lý do mà mình đã nói trước đó, đó là đi ngủ để tốt cho sức khỏe. Và ngay ngày hôm sau thì mình đã gợi ý cho ekip của mình nội dung cho số phát sóng tiếp theo. Vâng, và ngày hôm nay hãy cùng lắng nghe và tìm hiểu với chúng mình xem tại sao chúng ta phải đi ngủ nhé. Các bạn thân mến, ăn và ngủ là điều mà mọi người phải làm mỗi ngày. Chúng ta dành đến 1/3 cuộc đời để ngủ. Lý do tại sao mọi người cần phải ngủ tưởng chừng là một câu hỏi cực kỳ đơn giản, nhưng câu trả lời phức tạp hơn nhiều so với bạn nghĩ. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều suy đoán và phỏng đoán để giải thích việc tại sao con người cần phải ngủ mỗi đêm. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có câu trả lời thống nhất mà chỉ có 4 giả thuyết được đưa ra. Thứ nhất, ngủ cho phép cơ thể có thời gian để hồi phục các tế bào bị ảnh hưởng bởi những gốc tự do, tạp chất tạo ra trong quá trình trao đổi chất sau một ngày hoạt động. Thứ hai, giấc ngủ giúp cơ thể bổ sung năng lượng sau một ngày dài tiêu thụ. Thứ ba, giấc ngủ là thời gian để dọn vệ sinh cho não bộ. Và thứ tư, trong quá trình ngủ, bộ não của bạn có thể chiếu lại các sự kiện trong ngày giúp việc ghi nhớ và học tập được cất giữ lâu hơn trong bộ nhớ. Vâng, và đó là 4 giả thuyết. Và khi chưa có câu trả lời chính xác cho việc tại sao phải đi ngủ, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều sẽ xảy ra nếu ta không ngủ. Từ đó ta sẽ hiểu được hơn tầm quan trọng của giấc ngủ. Các bạn thân mến, thiếu ngủ sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng hoạt động của não bộ và cơ thể của chúng ta. Nếu thức suốt một đêm, bạn sẽ có những triệu chứng như là khó chịu, đầu óc mất linh hoạt, gắt gỏng và hay quên. Nếu kéo dài thói quen này, phần não kiểm soát ngôn ngữ, trí nhớ, nhận thức và cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc thậm chí là mất khả năng này. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra những người thiếu ngủ thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng với những tình huống cần phản xạ nhanh và không thể đưa ra quyết định hợp lý. Thiếu ngủ không chỉ có tác động lớn tới khả năng nhận thức mà còn ảnh hưởng xấu cho sức khỏe thể chất và cả tinh thần. Rối loạn giấc ngủ chẳng những có thể dẫn đến ngừng thở vào ban đêm mà còn tạo nên sự căng thẳng và tăng huyết áp vào ban ngày. Như vậy, để cơ thể không rơi vào tình trạng trên thì chúng ta cần phải đi ngủ. Vậy thì ngủ bao nhiêu là đủ? Các bạn ạ, không có con số cụ thể về thời gian ngủ hàng ngày áp dụng cho tất cả mọi người. Kết quả hồ sơ nghiên cứu về giấc ngủ cho biết, con người thường ngủ từ 5 tới 11 giờ một ngày và trung bình là khoảng 7,75 giờ. Nói chung, lượng thời gian ngủ cần thiết của một người là thời gian để người đó không cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày khi làm việc nữa. Ngay cả động vật cũng cần được đáp ứng nhu cầu về thời gian ngủ trung bình một ngày. Ví dụ, loài hổ tương ứng là 15,8 giờ, loài mèo là 12,1 giờ, tinh tinh là 9,7 giờ, loài cừu là khoảng 3,8 giờ, loài voi châu Phi là khoảng 3,3 giờ và loài hươu là 1,9 giờ. Các bạn ạ, con người vẫn biết rằng giấc ngủ là quan trọng nhưng lại cũng rất thích thử thách bản thân hoặc đưa bản thân ra làm những thí nghiệm để thỏa mãn sự khám phá của mình. Và một kỷ lục thế giới đã được lập nên từ chính suy nghĩ này. Randy Gardner đến từ Anh là người đang giữ kỷ lục người không ngủ trong thời gian dài nhất trên thế giới, đó là 11 ngày 25 phút. Vào tháng 12 năm 1963, một cặp học sinh trung học là Randy Gardner và Bruce Malister đã có ý tưởng táo bạo về một dự án hội chợ khoa học. Cặp đôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi tự mình kiểm tra xem bản thân có thể không ngủ và tỉnh táo trong bao lâu và ghi lại mọi ảnh hưởng đến cơ thể trong quá trình thực hiện.
Hai người đã dùng trò chơi tung đồng xu để quyết định vai trò ai sẽ là người thực hiện hành động không ngủ và ai sẽ là người ghi lại chi tiết về quá trình. Randy Gardner lúc đó 17 tuổi đã thua cuộc. Do vậy, Randy Gardner là người thử nghiệm bản thân xem có thể chịu đựng được không ngủ trong bao nhiêu ngày. Để đề phòng trường hợp Bruce Alistair ngủ quên khi ghi chép, trong khi Randy Gardner vẫn thức, cặp đôi đã thuê thêm một người thứ ba, đó là Joe Marciano để theo dõi. Nghiên cứu của cặp đôi này đã thu hút được sự chú ý của nhà nghiên cứu giấc ngủ Stanford là tiến sĩ William Demen và trung tá y tế hải quân Mỹ là John Ross tham gia quan sát. Các tác động bắt đầu xảy ra sau ngày thứ hai không ngủ bằng việc Randy Gardner gặp khó khăn khi thực hiện lặp lại những động tác uốn lưỡi. Sang tới ngày thứ ba, Randy Gardner trở nên dễ xúc động và tình trạng ảo giác xuất hiện sau ngày thứ tư. Để bản thân trở nên bận rộn hơn, không buồn ngủ, Randy Gardner đã chơi bóng rổ và bắn bi cùng những bạn học. Anh chia sẻ rằng, vào ban ngày thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều, ánh nắng mặt trời chói sáng nên anh cũng không thể ngủ. Nhưng khi đêm đến, mọi thứ thật khó khăn. Cuối cùng, Randy Gardner lập kỷ lục với thành tích không ngủ là 11 ngày 25 phút. Và trong nhiều thập kỷ sau này thì Gardner đã bị mắc chứng khó ngủ và bị mất ngủ. Mặc dù dự án khoa học của cả hai bạn trẻ đã tạo nên lịch sử, nhưng các bác sĩ đã không khuyến khích mọi người thử khả năng thức của mình, bởi chắc chắn rồi điều này sẽ tác động không tốt tới sức khỏe của chúng ta. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi trả lời cho rất nhiều câu hỏi thông qua số phát sóng của ngày hôm nay. Chúng ta đã biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thiếu ngủ, chúng ta biết ngủ bao nhiêu là đủ và chúng ta cũng biết kỷ lục thức lâu nhất trên thế giới đang thuộc về ai. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn có thể giải đáp được những thắc mắc của mình và nắm rõ hơn tầm quan trọng của giấc ngủ. Hãy ngủ đủ giấc để mỗi ngày mới đến là một ngày tràn đầy năng lượng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi chương trình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.